Có một câu hỏi mà bấy lâu nay con người vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Nếu UFO thực sự đến từ bên ngoài vũ trụ, thì tại sao địa điểm chúng lựa chọn luôn là trái đất? Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra giả thuyết như sau. Có thể xuất phát điểm của UFO không phải vũ trụ mà chính là trái đất chăng? Vậy chúng thật ra là gì? Chúng đến từ đâu trên trái đất này? Mặc dù con người hiểu rất rõ về trái đất, nhưng vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa thể biết hết được. Cụ thể, hơn 80% đại dương vẫn là thế giới bí ẩn chưa được khám phá. Trên đất liền cũng vẫn còn những nơi con người chưa tìm ra. Và cũng có không ít những hang động sâu, lòng đất, rừng rậm và vùng cực chưa được thăm dò. Nếu thực sự tồn tại một nền văn minh lâu đời ở một nơi nào đó mà con người không thể đặt chân tới thì sao? Một vài nhà khoa học tin rằng trên trái đất còn tồn tại một nền văn minh khác ngoài nhân loại. Họ kết luận rằng Anchora, Juneau, Barrow ở Alaska là những nơi có khả năng cao nhất. Khu vực này còn được gọi là vùng tam giác Alaska. Và duy chỉ trong khu vực này mới thường xuyên xảy ra trường hợp nhìn thấy UFO. Từ năm 1970 trở đi, đã có hơn 20.000 người mất tích ở khu vực này. Và cho đến hiện tại, mỗi năm vẫn có khoảng 500 đến 2.000 người mất tích. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định lý do con người không thể phát hiện hay chạm trán người ngoài hành tinh là vì chúng sống ở dưới lòng đất. Phần bên trong trái đất vẫn là bí ẩn con người chưa khám phá ra hoàn toàn. Trong đó, vùng chuyển giao Manti, Mantle Transition Zone, được cho là chứa một lượng nước khổng lồ. Vùng này nằm giữa tầng Manti trên và tầng Manti dưới. Hiện nay, giới khoa học cho rằng một nền văn minh ngoài hành tinh có thể tồn tại ở đâu đó trong vùng chuyển giao trên. Nếu người ngoài hành tinh sống trong khe hở này, họ sẽ tiến hóa theo một cách khác so với con người. 1. Họ có thể là hậu duệ của một nền văn minh cổ đại trước thời đại chúng ta. Ví dụ, họ có thể là hậu duệ của một nền văn minh đã phát triển từ rất lâu. 2. Họ có thể đã tiến hóa từ các loài sinh vật hoàn toàn khác so với con người, chẳng hạn như khủng long hoặc các sinh vật khác. Nói cách khác, người ngoài hành tinh có thể đang tồn tại dưới dạng bò sát thay vì linh trưởng hay động vật có vú. 3. Họ có thể là sinh vật từ hành tinh khác di cư đến trái đất. Lý do họ không thể xuất hiện có thể là vì một sự kiện nào đó đã buộc họ phải sống dưới lòng đất. Ví dụ như những sự kiện suýt gây tuyệt chủng cho tất cả sinh vật trên trái đất. Trên thực tế, trái đất đã trải qua cuộc đại tuyệt chủng rất nhiều lần. Và người ngoài hành tinh đã tự xây dựng văn hóa riêng của họ và phát triển một nền văn minh khác. Để rồi tại một thời điểm nào đó, họ bắt đầu xuất hiện và hoạt động trên mặt đất. Các nhà khoa học cho rằng việc UFO đột ngột biến mất ở khu vực núi lửa hoặc đại dương có thể là hoạt động của họ. Có lẽ người ngoài hành tinh đã biết về sự tồn tại của con người. Tuy nhiên, có thể nói rằng con người mới chỉ bắt đầu khám phá ra sự tồn tại của họ. Các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cho biết việc bác bỏ giả thuyết này chỉ vì nó trái ngược với lịch sử của trái đất là không hợp lý. Chúng ta cần đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau để tìm hiểu các hiện tượng bí ẩn. Các bạn nghĩ sao về giả thuyết trên? Để hiểu được những câu chuyện chưa có lời giải đáp về sinh vật ngoài hành tinh và UFO, có lẽ chúng ta cần thêm những giả thuyết phi khoa học như thế này. Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy để lại bình luận nhé! Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.